Thưa quý vị, Hoàng Sa xin được tiếp tục với phần tin Top News ngày hôm nay với một bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ. Gần 400 người đã bị bắt trên đường biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Một đoạn video do Cơ quan Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cung cấp vào ngày thứ Sáu ngày 18 tháng 1 đã cho thấy cảnh tượng một nhóm bao gồm 376 người nhập cư bất hợp pháp đã bị lực lượng an ninh bắt giữ khi đang cố đặt chân vào lãnh thổ của tiểu bang Arizona. Nhóm này đã lên kế hoạch đột nhập vào trạm kiểm soát an ninh Yuma, nơi được bao bọc bởi một dải hàng rào sắt. Để có thể thực hiện mục đích của mình, nhiều người trong số họ đã đào hố xây đường hầm dưới đất mặt đất. Tuy nhiên, chỉ có vài người là vượt rào thành công. Hầu hết những di dân bị bắt giam đều được xác nhận đến từ Guatemala, một trong những quốc gia nghèo khó tại Trung Mỹ. Nhằm để đối phó với làn sóng di dân bất hợp pháp, Tổng thống Donald Trump đã đề nghị gửi thêm nhiều binh sĩ đến vùng biên giới phía Nam giáp ranh với Mỹ Tây Cơ, cũng như là gây áp lực yêu cầu Hạ viện thông qua khoản ngân sách là 5,7 tỷ Mỹ Kim để xây tường biên giới. Thưa quý vị, hãng xe Tesla tuyên bố sẽ cắt giảm 7% nhân sự. Truyền thông quốc gia loan báo, ban giám đốc điều hành hãng xe Tesla hiện đang có kế hoạch tái cấu trúc lại hệ thống hành chính bằng cách sa thải bớt nhân viên. Khoảng 7% nhân viên làm việc full time của công ty này theo dự trù sẽ bị cho thôi việc vì Tesla đang muốn dồn mọi tâm huyết để cho ra đời thêm dòng xe giá rẻ Model 3. Phiên bản mới của Model 3 bao gồm hộp pin dạng mid-range có khả năng đi hơn 260 mile sau mỗi lần charge. Giá khởi điểm của dòng xe này được ấn định vào khoảng 45.000 Mỹ Kim, tương đương với xe Lexus. Quyết định cắt giảm đã được Tổng Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đưa ra vào hôm thứ Sáu trong một bức thư công bố trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Được biết vào tháng 6 năm ngoái, Tesla cũng từng sa thải khoảng 9% nhân viên. Một chiếc phi cơ đã bị trượt khỏi phi đạo tại tiểu bang Nebraska. Mọi hoạt động tại phi trường nội địa Airplay tọa lạc tại thành phố Omaha thuộc tiểu bang Nebraska đã bị trì hoãn trong suốt 2 tiếng đồng hồ vào ngày thứ Sáu 18 tháng 1 sau khi một chiếc phi cơ dân sự của hãng hàng không Southwest Airlines đã bất ngờ trượt khỏi phi đạo, nhưng may mắn không có bất kỳ một ai bị thương vong. Phát ngôn nhân của phi trường cho hay vụ việc ngoài ý muốn xảy ra vào thời điểm hạ cánh sau khi phi cơ vừa hoàn tất cuộc không trình từ thành phố Las Vegas thuộc tiểu bang Nevada. Và lúc bấy giờ, thành phố Omaha đang phải đối mặt với tình trạng tuyết rơi dày đặc, khiến cho đường xá trở nên trơn trượt và nguy hiểm đối với người lái xe. Công ty thực phẩm Pudo tuyên bố sẽ thu hồi các món Chicken Nuggets. Các giới chức thuộc công ty thực phẩm Pudo Food vừa đưa ra một tuyên bố cho biết sẽ thu hồi toàn bộ 68.000 pounds Chicken Nuggets đang được bày bán tại các siêu thị trên toàn quốc. Lệnh thu hồi được áp dụng lên các mặt hàng đông lạnh có hạn sử dụng vào ngày 25 tháng 10 năm 2019, dành cho những người theo đuổi chế độ ăn uống gluten free. Quyết định này được đưa ra sau khi công ty Pudu nhận được nhiều lời than phiền từ phía khách hàng nói rằng họ đã tìm thấy nhiều mảnh gỗ vụn trộn lẫn trong các gói thịt gà. Tính cho đến nay vẫn chưa có báo cáo về số người ngã bệnh hoặc bị thương. Được biết, Chicken Nuggets là một món ăn khoái khẩu của trẻ em. Do đó, sự việc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ Bộ Canh Nông Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Đức Thượng Phụ Armenia đến Bethlehem để cử hành thánh lễ Giáng sinh. Đức Thượng Phụ Armenia Lanotham Manojen đã vừa được tháp tùng đến thành phố Bethlehem của Tây Ngạn vào ngày thứ Sáu 18 tháng 1, nơi ông sẽ đích thân chủ tọa buổi thánh lễ đón mừng Giáng sinh ngay trên khuôn viên của giáo đường Church of Nativity. Đức Thượng Phụ Manojen đã rời khỏi vùng đất linh thiêng Jerusalem từ lúc rạng sáng, đồng thời phải vượt qua nhiều trạm kiểm soát an ninh do chính phủ của Israel dựng lên trên suốt đoạn đường dẫn vào thị trấn Bethlehem mới có thể đến được ngôi giáo đường Church of Nativity nổi tiếng, vốn đang tọa lạc tại công trường Manger trước sự chờ đợi của hàng ngàn tín đồ. Đây là dịp lễ để họ đánh dấu ngày Chúa Giê-xu Hài Đồng được hạ sinh. Lễ Giáng sinh tại Bethlehem thường diễn ra 3 lần một năm. Lần đầu tiên là vào ngày 25 tháng 12, thể theo lịch của Georgian. Lần thứ hai là vào ngày 7 tháng 1, thể theo các tín đồ chính thống giáo Orthodox, trong khi các giáo dân Armenia đón Giáng sinh vào ngày 19 tháng 1 hàng năm.
Thưa quý vị, các tín đồ Thiên Chúa giáo đã cùng tái hiện khoảnh khắc Chúa Jesus được rửa tội trên sông Jordan. Hàng trăm người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau trầm mình xuống nước tại thị trấn Qaryat al-Yahud của Tây Ngạn vào ngày thứ Sáu, ngày 19 tháng 1, để tái diễn lại cảnh Chúa Jesus được rửa tội trên sông Jordan trong khuôn khổ của dịp lễ Epiphany truyền thống. Buổi lễ năm nay được Đức Thượng Phụ Chính Thống giáo Hy Lạp đến từ Jerusalem, tức là ông Theophilus Đệ Tam chủ tọa, trước sự hiện diện của các tín đồ sùng đạo. Thị trấn Qaryat al-Yahud nằm rất gần tỉnh Jericho, đông người Palestine sinh sống, khoảng 30 phút lái xe từ vùng thánh địa Jerusalem. Đây cũng là nơi diễn ra thánh lễ rửa tội của Đức Chúa Jesus. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin Top News cùng với Hoài Sa và Thi Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí sau một vài thông tin thương mại.